Tuổi thơ tôi đã đi bụi đời khi nhận tin em Lê Minh Nam sinh học lớp 10 ở trường chuyên Hà Nội Amsterdam, 16 tuổi đã nhảy lầu tự tử ở tầng thứ 28. Chung cư Văn Phú Victoria, Hà Đông vào khoảng 4 giờ 15 sáng ngày 1 tháng 4 năm 2022. Em đã để lại một bức thư tuyệt mạng gửi bố. Khi bố em mở thư ra đọc thì em đã leo lên hàng rào lan can sắt rồi nhảy xuống. Chuyện em đã tự tử chết khi ông bố đã dạy em học đến hơn 4 giờ sáng đã làm tôi giật mình hồi tưởng lại thời thơ ấu của tôi, lúc đó cũng trạc tuổi với em, cũng giống em với hoàn cảnh tương tự. Chỉ khác một chút là tôi không nhảy lầu nên mới còn sống đến giờ. Xóm tôi được gọi là cư xá Phú Nhuận, gồm 92 căn nhà, số nhà được đếm từ 1AB đến 46AB, A ở dưới đất, B ở trên lầu. Tôi có thằng bạn thân tên Đạt, nhà ở 22B, nhà tôi ở 10B. Thời còn trẻ 17 tuổi, khi đó tôi học lớp đệ nhị lớp 11. Đạt và tôi phải thi tú tài một cùng năm. Tôi biết thi khó lắm, vì rất nhiều người trong xóm tôi đã bị rớt. Có người thì đã 4 lần mà vẫn rớt. Con gái thi rớt không sao, nhưng con trai như tôi mà rớt thì bị buộc phải nhập ngũ, đi lính. Nếu thi rớt tú tài thì vào trường quân sự Đồng Đế, khi ra trường mang cấp bậc trung sĩ. Thi đậu tú tài thì đi học ở trường quân sự Thủ Đức, khi ra trường mang cấp bậc chuẩn úy. Thi đậu tú tài đôi thì có thể học ở trường quân sự Đà Lạt, khi ra trường mang cấp bậc thiếu úy. Không phải tôi sợ đi lính, nhưng cha mẹ nào cũng muốn con thi đậu để có tương lai, rồi còn được hãnh diện với hàng xóm nữa. Tôi thường bị áp lực bởi ba tôi, còn Đạt thì không. Hai thằng thường rủ nhau đi uống cà phê mỗi tối để nghe nhạc tình yêu và nhạc phản chiến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thường do ca sĩ Khánh Ly ca. Tuổi trẻ mà tôi rất chết nhát lắm khi gặp con gái. Như những bạn trai của tôi cùng lứa tuổi, đứa nào cũng biết yêu thầm, yêu trộm và trồng cây si, nên dễ bị ghiền những khúc nhạc tình yêu như Gọi Nắng, Trên Vai Em Gầy, Đường Xa Áo Bay. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, trời ươm nắng cho mây hồng. Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn. Đạt và tôi, học thì ráng sức học nhưng chơi thì phải chơi, chơi vì tình bạn bè chúng tôi thường hay đi uống cà phê để cùng nhau tán dốc với cả tán gái và tán luôn cả những chuyện thời sự, chính trị, chiến tranh. Nên chúng tôi cảm thấy rất yêu đời và rất yêu cuộc sống này. Rồi một hôm đó, Đạt rủ tôi đi uống cà phê, nghe nhạc. Lúc đó tôi đang học, ba tôi đã cấm cản tôi, không cho đi. Quý bạn thử nghĩ coi, làm sao tôi học được? Tôi buồn lắm và buồn vô cùng luôn, vì quyền tự do của mình bị xâm phạm, làm sao mình chịu đựng nổi. Tuổi 17, người ta gọi là tuổi bẻ gãy sừng trâu. Đến tuổi này là tuổi đã đi lính được rồi. Lúc đó, ra ngoài đường tôi thường thấy những bàn giấy ngoài công cộng thường có một hai anh lính khoác áo biệt động quân hay thủy quân lục chiến, với biển giấy tuyển mộ nhập ngũ từ 17 tuổi trở lên. Vì thế tôi tự coi mình đã trưởng thành. Viết đến đây, tự nhiên tôi căm hận chế độ Việt Cộng, đã xâm phạm vào quyền tự do ngôn luận của toàn dân mà Hiến pháp Điều 25 đã công nhận, và cũng xâm phạm quyền tự do đi lại của toàn dân qua chính sách hộ khẩu, tạm vắng, tạm trú. Vi phạm vào Điều 13 của Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã là thành viên. Tôi còn phản đối ba tôi đã ngăn cản sự đi lại của tôi. Còn chế độ VC có quyền gì để mà cấm cản sự đi lại của toàn dân, buộc phải có hộ khẩu, phải có giấy tạm trú tạm vắng, rồi còn xông vào nhà dân lục xét để bắt giam và kết tội những ai cư trú bất hợp pháp trên chính quê hương của mình. Tôi mong rằng chế độ Việt Cộng hãy đủ can đảm để đọc được những hàng chữ này để có thể thay đổi cho thích hợp với luật pháp quốc tế. Nên nhớ những luật pháp man dợ như thế này đã gián tiếp làm công dân Việt Nam bị cả thế giới khinh bỉ vì sự mọi dợ của chế độ đang cai trị, và họ cũng khinh bỉ luôn những công dân Việt Nam đã trở thành những con trừ non ngoan ngoãn, chấp nhận sự cai trị khắc nghiệt của chế độ Việt Cộng mà không dám phản đối, biểu tình đòi nhân quyền như mọi công dân khác trên thế giới đang được hưởng. Họ chỉ cần nhìn tấm giấy thông hành của người Việt Nam là khinh bỉ ngay.
Tiếp theo quyền tự do đi lại của tôi bị ba tôi cấm cản nên tôi đã viết cho ba tôi một lá thư phản đối như sau. Kính thưa ba má, con đã lớn khôn rồi, con muốn được tự lập, con muốn tự quyết định những việc làm của con mong ba má đừng cản trở con, ép buộc con phải học, buộc con phải ra đi. Dù con biết đi là khổ, nhưng con phải đi bụi đời vì con không chịu đựng nổi sự ép buộc của ba má. Thế rồi tôi đạp xe đạp đi ra khỏi nhà, lúc đó khoảng 5-6 giờ chiều. Tôi không mang theo gì cả, kể cả quần áo và tiền bạc ngoại trừ một bộ đồ mặc trên người. Nhắc đến tiền bạc, học sinh, thanh niên mới lớn như tôi, chỉ biết đi học ít ai có dịp may được đi làm để kiếm tiền. Qua bên Mỹ này, thấy khác rõ. Con của gia đình Mỹ, trên 15 tuổi là đã tìm việc làm. Để học kinh nghiệm và tự nuôi thân, không từ nghề nào, cắt cỏ, bồi bàn, bỏ báo, dù con của đại gia cũng đi làm như thế. Không có nghề nào bị khinh rẻ, không một đồng dính túi. Tôi biết đi đâu bây giờ? Trong đầu tôi không có một chỗ nào để đến. Lẽ dĩ nhiên tôi cũng có nhiều bạn bè, nhưng tôi không nghĩ phải nhờ vả đứa nào. Tự nhiên chiếc xe đạp nó tự đưa tôi đến chợ nhỏ. Rồi chợ cây quéo, ở chợ nào cũng giống nhau, gồm rất nhiều sạp gỗ. Lúc đó trời đã gần tối, tôi ngồi và nằm trên những sạp gỗ ở chợ. Sạp nào cũng có mùi hôi cá, hôi thịt, hôi rau, hôi đủ thứ. Có cả mùi nước cống và ở đó chẳng có ai, không thấy một người buôn bán vì trời đã tối. Nằm một chút tôi đã thấy nhiều con muỗi đã đánh hơi mùi da thịt thơm tho của tôi. Chúng là những con háu đói. Tấn công tôi tới tấp khắp mọi nơi, dù tôi đã đập chết rất nhiều con. Lúc này tôi mới cảm thấy sự đau khổ khi không có giường, không có gối, không có mền, bụng đói, miệng khát nước. Tay luôn đập muỗi, gác tay lên trán, tôi ngẫm nghĩ cuộc đời. Con người mà không có nhà, sao khốn khổ đến thế này? Tôi thắc mắc hỏi, vậy những đứa trẻ bụi đời phải sống như thế nào đây? Bởi thế, sau này lớn lên tôi mới thương những đứa trẻ bụi đời, những dân oan mất nhà, mất đất và tình nguyện đấu tranh cho họ. Tôi vẫn tiếp tục nằm suy nghĩ, bây giờ mà trở về nhà thì quê quá, vì lòng tự ái của tôi còn cao lắm. Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ tìm chỗ để ngủ, tìm việc làm để có thể kiếm tiền lo cho bao tử, nhưng chẳng biết tìm ở đâu. Tôi miên man, lẩm nhẩm trời đất bao la, mà sao ta chẳng có chỗ dung thân? Thì giờ gần như qua rất chậm và rất chậm, tự nhiên tôi nhớ nhà. Không biết giờ này ba má tôi có lo lắng cho tôi hay không? Còn bà nội tôi nữa, và những anh chị em của tôi, họ biết tìm tôi ở chỗ nào đây? Như có thần giao cách cảm, lúc đó trời tối đen như mực, chắc khuya lắm rồi, có lẽ 10 đến 11 giờ tối tôi đã đi bụi được 5,6 tiếng rồi. Tự nhiên tôi thấy tôi cần phải trở về nhà. Sau này biết được bà nội tôi đã bắt chảo nóng lên rồi bỏ cái áo cũ của tôi ra mà không có dầu mỡ. Đó là lúc tôi đang nóng lòng muốn về lại xóm, chứ chưa muốn về nhà đâu. Tôi vừa đạp xe đến cổng cư xá, tôi thấy vài đứa bạn tôi hét to, thằng B kìa. Thế là mấy đứa bạn níu xe tôi lại rồi ôm chầm lấy tôi, coi như bắt tôi như một tội phạm. Trong đó có đứa nói, mày về nhà đi, bà nội và ba má mày đang lo cho mày lắm đó. Tôi vẫn muốn đạp đi, nhưng chiếc xe vẫn không thể chạy được tại tụi bạn chúng nó giữ chặt quá. Thì ra, gia đình tôi đã dặn tất cả hàng xóm, bạn bè của tôi, nếu thấy thằng B ở đâu thì phải giữ nó lại, nó đã bỏ nhà đi bụi đời rồi.
Tôi bước vô nhà, mặt lúc đó chắc biết hối lỗi và pha lẫn chút nghẹn ngùng. Bà má tôi rất mừng rỡ đón chào tôi, nhất là bà nội tôi vui mừng khôn tả và nhắc lại đã giang cái áo cũ của tôi nên tôi tự thấy nóng quá mà về nhà. Sự thật tôi chẳng có nơi nào để ở, và những con muỗi cứ trực chờ, lúc tôi sơ ý thì cứ hút máu, làm sao tôi chịu nổi, tôi phải về nhà thôi. Không còn một cách nào khác, nước đâu tôi uống, tôi đi vệ sinh ở đâu, rồi còn đánh răng. Mọi sự đều thiếu thốn, dù chỉ một đêm tôi nghĩ cũng khó sống lắm. Ba tôi đã không giận tôi một chút nào mà còn vui cười nói với tôi con đã lớn rồi, ba hứa sẽ không ép buộc con học nữa. Hạnh phúc vỡ òa trong trái tim non trẻ của tôi. Sau đó tôi đã thi đậu tú tài một và tú tài đôi, thằng bạn của tôi cũng thế. Tôi viết câu chuyện này để những bậc cha mẹ có thể học một chút kinh nghiệm. Tìm hiểu những đứa con khi sắp sửa đến tuổi trưởng thành, không nên ép buộc nó học nhiều quá khi nó đang cần chơi vui với bạn bè. Hãy để nó được tự do tận hưởng thời tuổi thơ của nó. Không cần phải đạt thành tích chẳng thấy đâu, chỉ thấy những thảm họa,